thứ nhất là để cho các chị hiểu, thứ hai nữa để cho khách hàng, nếu các chị có khách hàng dùng thì họ sẽ tự tin hơn. Thì cái kiểu chủ đề hôm nay thì Trinh sẽ chọn là giống như ngày hôm qua, nếu các chị nào chưa xem thì mình một lần nữa xuất hiện. Thời xưa thì Trinh nói rất nhiều về sản phẩm, nhưng sau một thời gian thì mình bế quan tọa cảng, mình không có nói về sản phẩm nữa mà mình đi phát triển hệ thống, nói về tư duy và đường hướng để kinh doanh. Nhưng mà theo lời yêu cầu thì hôm nay thì Dinh sẽ xuất hiện nhiều để có thể huấn luyện về sản phẩm. Cho nên anh chị muốn biết về sản phẩm, các chị có thể xem trang của mình hay là trong YouTube mình có nói rất nhiều. Bởi vì cái số lượng người và thị trường nuôi xuyên của người Việt Nam đang phát triển bùng nổ cấp 5 châu, số lượng người mới vô rất nhiều. Cho một lần nữa mình xuất hiện để có thể đi lại hết tất cả dòng sản phẩm của Nu Skin, đi từng lật mổ xẻ từng cái để giúp các anh chị có một cái khái niệm và cho khách hàng có thể có tự tin hơn. Hôm qua mình bắt đầu bằng một cái chương trình là Nu Skin có gì, tức là Nu Skin có những cái mà thế giới không có, đó là công nghệ ageLOC độc quyền có 102 trên toàn cầu. Ngày hôm qua là chương trình đầu tiên mở màn của thị Trinh, đi lại một lần nữa để cho các anh chị hiểu rõ về công nghệ ageLOC và tầm quan trọng của nó, và nó độc quyền, lý do tại sao chúng ta dùng sản phẩm của Nu Skin mà có kết quả. Thì hôm nay thì Trinh sẽ nói về cái máy. Nếu các anh chị nhìn lên hình của mình thì các anh chị sẽ thấy cái máy Galva này, Facial Spa. Cho nên bán được, như các anh chị hiểu, đây là cái DNA, là nhiễm sắc thể ở trong cơ thể của mình. Năm 1953 thì hai khoa học gia Watson and Crick đã được giải thưởng Nobel, thì mới hiểu được trong con người chúng ta hồi nào giờ chúng ta rất là quyền bí. Mình cứ hiểu là mình có nghe chữ gen, gene từ trong bà đưa ra và chúng ta không có hiểu gì hết, và chúng ta cứ nghĩ là cái gene nó ảnh hưởng tới mình, có nghĩa là cha mẹ cao thì đẻ con ra cao, cha mẹ lùn thì đẻ con ra lùn, cha mẹ không thông minh thì đẻ con ra không minh. Đại khái là cái thuyết mà chúng ta đều hiểu như vậy. Và chúng mình lớn lên, tất cả chúng ta lớn lên thì chúng ta đều hiểu vấn đề đó. Mãi tới 1953 thì hai khoa học gia này sau một thời gian nghiên cứu thì biết được trong người chúng ta có cái DNA, và cái DNA đó nó là hình xoắn và nó dài 2 mét, và họ xác định nó là một cái hình xoắn như thế này, và họ nói là nó là chứa hàng tỷ đơn vị, và tất cả con người chúng ta khỏe mạnh, bệnh tật, lão hóa là do nguyên nhân này. Nhưng mà không có giải mã được hết tất cả chi tiết của nó, tức là phát minh vào 1953, và hai khoa học gia này được giải thưởng Nobel. Và kế tiếp là tới 2003, có nghĩa là 50 năm sau, với sự nghiên cứu của rất nhiều khoa học gia của những đất nước hàng đầu thế giới đầu tư về ngành ngành khoa học, đã một lần nữa dựa vào cái khoa học của hai và khoa học gia Watson and Crick để tìm hiểu sâu về cái này. Thì lúc đó là 2003 thì bản đồ gene được giải mã, có nghĩa là chúng ta giải mã được cái quyền bí ở trong con người chúng ta. Và một lần nữa ở 2003 khẳng định một điều, có nghĩa là gene của mình không thể nào là vận mệnh của mình đã. Ngày xưa thì trên đi học không biết là các anh chị học như thế nào, nhưng mà đối với mình lúc mà còn nhỏ, mình vẫn học theo kiểu khoa học của ngày xưa là gene quyết định cái vận mệnh của con người, có nghĩa là cha mẹ lùn thì chắc chắn đẻ ra mình sẽ lùn, và chúng ta hiểu đến như vậy. Nhưng mãi cho tới sau 50 năm khi phát hiện mới là cái đó sai rồi, gene hay là DNA hay là gen đó, nó không có quyết định cái vận mệnh của con người, mà thật sự là do ngoại tác. Cho nên các anh chị thấy, ví dụ như một đứa trẻ sanh ở Việt Nam, bây giờ ví dụ nha, các anh chị có một người các anh chị sanh ở Việt Nam có hai đứa con sanh đôi đi, và nếu các anh chị là cha mẹ rất thấp, cao 1m4 ví dụ đi, thì các anh chị nghĩ hai đứa con mình nó sẽ 1m4 hay không? Nếu một đứa con được một người dì hay một người chú gì đó bưng ra nước ngoài nuôi, thì chắc chắn cái đứa trẻ mà ở nước ngoài nó sẽ không còn 1m4 giống ba mẹ nữa, mà nó có thể là 1m8, 1m6, 1m7, đúng không? Còn cái đứa em hay đứa song sinh ở Việt Nam thì chắc chắn thấp, thì rõ ràng cha mẹ là lùn mà tại sao đẻ con ra vẫn cao? Thì do sao? Tức là cái gene không còn cái thay đổi vận mệnh của người nữa, mà tất cả là do ngoại tác. Có nghĩa là cái đứa trẻ mà được từ nhỏ ra nước ngoài, được ăn uống đầy đủ, môi trường tốt, khí hậu nhiệt đới ôn hòa thoải mái, cho nên da trẻ hồng hào, ăn uống đầy đủ, cho nên chiều cao phát triển, cho nên vẫn có thể cao hơn cái đứa em sống ở tại Việt Nam. Cho nên đó là 2003 một lần nữa đã khẳng định với khoa học là gene không còn thay đổi và không phải là quyết định vận mệnh của con người nữa, mà vận mệnh của con người là do ngoại tác.
môi trường xung quanh chiếm hơn 90%. Cách đây 6 năm thì Trinh nói là khoảng 80%, nhưng mà khoa học càng ngày càng chứng minh rõ nó hơn 90 tới 95% là do ngoại tác. Ngoại tác có nghĩa là ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, stress, chế độ ăn uống, trời nắng, vân vân và vân, tác động vào cái gene của con người. Và khi nó tác động vào đây, nó sẽ phá hủy cái này, và khi phá hủy cái này thì nó sẽ đưa đến những biểu hiện sai lệch. Cho nên khi một cái đứa trẻ mà sống ở nước ngoài mà ăn uống đầy đủ thì nó sẽ tác động vào cái này, cho cái này nó sẽ chỉnh sửa đúng hơn, cho nên vẫn có thể cao hơn nhiều cho đứa trẻ trẻ ở Việt Nam. Ví dụ như người Việt Nam chúng ta có cái gene là rất là cao so với người người Nhật. Chúng ta đều hồi xưa ta nghĩ là người Nhật lùn, các anh chị nào thử đi Nhật coi người Nhật còn lùn nữa không? Xưa diễm Nhật họ không còn lùn nữa mà họ rất cao, là tại sao? Họ nền văn minh của họ tân tiến hơn, cho nên họ ăn uống đầy đủ hơn. Cho người Nhật bây giờ rất là cao, nhưng mà người Việt Nam chúng ta là có cái gene cao, nhưng mà rốt cuộc so ra với người nước ngoài thì chúng ta lùn hơn nhiều. Cho nên rõ ràng nó không còn là thay đổi vận mệnh của người, bởi vận mệnh con người không đánh giá bởi cái gene nữa, mà là do ngoại tác đưa tới. Ok, là 2003. Cho nên cái bài ESOT của ngày hôm qua của Thùy Trinh là bài mở màn để cho các anh chị hiểu. Và tới 2000 New Skin đi trước tất cả những công ty khác 30 năm là cùng nghiên cứu, và họ khẳng định cho tới 2009, sau khi bản đồ gene được giải mã, thì New Skin tuyên bố là chúng tôi có một cái công nghệ độc quyền có thể tác động vào bên đây để điều chỉnh. Có nghĩa là chị nhớ là thì trên đó nó không có điều chỉnh thay đổi đột biến cái này, mà nó sẽ giúp cái này đi đúng hướng hơn. Và khả năng của công nghệ Aslock là 92% giúp điều đó. Chính vì vậy New Skin có một cái công nghệ độc quyền mà cả thế giới không có. Và ở thời điểm thì chính đang nói chuyện với anh chị ngày hôm nay, 2 tháng 7 2018, New Skin vẫn độc quyền. Trong tương lai có một công ty khác cạnh tranh với New Skin hay không, chắc chắn mình nghĩ có, và mình chào đón điều đó, bởi vì mình nghĩ cái gì cuộc sống nó phải có cạnh tranh thì nó mới có cái sự công bằng, và nó mới đưa con người có lòng cầu tiến. Còn nếu chúng ta chỉ là một người bá đạo thì có thể là mình ngủ quên trên chiến thắng, và mình tự hào mình có, và mình sẽ không tiếp tục học hỏi nữa. Cho nên khoa học gia của Nu Skin không bao giờ ngừng ở một chỗ, tại vì họ biết tương lai sẽ có đối thủ cạnh tranh với họ, cho nên họ luôn luôn nâng tầm của họ để mà luôn luôn đem những cái sản phẩm tân tiến nhất đi trước tất cả những công ty khác. Cho nên điều hãnh diện là mình dùng sản phẩm của Nu Skin. Cho nên đó là ngày hôm qua thì Trinh mở bàn cho các anh chị hiểu. Và 2009 thì công nghệ AgeLOC chào đời. Khi công nghệ AgeLOC chào đời, hôm nay thì Trinh sẽ nói về sản phẩm bên ngoài trước. Thì đầu tiên cái máy bái cái bộ kem dưỡng da là kem ngày và kem đêm, có cái serum nữa là cái bộ transformation là bộ kem đó. Nhưng mà hôm nay thì Trinh sẽ không nói kem, mình nói về cái máy trước cái đã. Chào đời. Kế tiếp là cái máy mà các chị thấy cái hình của mình, đó là cái máy Galvanic Facial Spa. Chào đời là cái máy nâng cơ, hay chúng ta dí dỏm còn gọi là, thì Trinh gọi nó là cái máy hút bụi. Có nghĩa là tại sao các anh chị đi thẩm mỹ viện mà cái mặt của anh chị vẫn không méo, hay là chỉ làm cho đẹp sáng chút xíu thôi, nhưng mà về rồi nó cũng vẫn chạy xệ. Còn cái này chúng ta dùng ở tại nhà mà một thời gian sau thì những cái vết nhăn dần dần biến mất, những chỗ nhăn chỗ này cũng sẽ biến mất, những cái nhăn ở trên trán cũng sẽ biến đi. Là bởi vì công nghệ độc quyền là do cái máy Galvanic Facial Spa. Cho nên Trinh sẽ đi phân tích từng sản phẩm. Cho nên hôm nay mình sẽ nói với máy này cho các chị chào đón. Chúng ta sẽ có những buổi ăn, và mình sẽ tiếp tục huấn luyện các anh chị tất cả những sản phẩm về công nghệ Aesop độc quyền. Cho nên hôm nay mình sẽ nói về cái máy Galvanic Facial Spa. Cái máy này có thị trường châu Á, châu Âu, Canada và Nam Mỹ. Nhưng mà ở tại nước Mỹ thì đã không còn cái máy này nữa, và mình sẽ đổi ra một cái máy khác. Thì Trinh sẽ nói cái đó vấn đề sau, nhưng hôm nay mình sẽ nói về cái Galvanic Facial Spa là cái gì. Là một chiếc máy nâng cơ, ok, để giúp cho cái mặt chúng ta săn chắc, trẻ hóa làn da, hay có thể nói là chúng ta sử dụng spa tại nhà 10 phút là cái mặt gọn đẹp, và từ từ những cái nọng hay những cái lớp nhăn hay những này đều biến hết. Cho nên nếu các chị nhìn, các anh chị thấy mình không có lớp nhăn, ok, cho nên bí quyết nằm ở trong cái máy này nè, ok, là cái máy hút bụi. Cho nên chính sẽ, nhưng mà hôm nay mình sẽ phân tích về cái tính khoa học của nó, về cái máy này. Ok, tại sao gọi là Galvanic Facial Spa? Ok, Galvanic là tên của một nhà bác học vật lý học, bác sĩ bác học luôn, người Ý, tên là Galvanic.
Ngày xưa khi ông ta còn ở trong, cha mẹ đều là bác sĩ, và khi ông ta còn là một sinh viên, và khi trong phòng thí nghiệm, khi một con cóc nó chết, khi một con cóc nó chết rồi sau đó lấy cái kim đâm vào con cóc để trong cái dĩa để làm thí nghiệm, và khi con cóc nó chết nó nằm, các anh chị cũng hình hình dung con cóc nằm trên cái dĩa đúng không? Một số các anh chị chúng ta đi học trung học đều cũng có làm những cái thí nghiệm đó, thì khi đó con cóc mặc dù nó chết nhưng mà khi găm cái ống vô con cáo cấu nó vẫn giật 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 đúng không, tức là trong người con cóc vẫn có điện. Thì ông bác học Galvani này có nói thì ra trong người chúng ta có một cái dòng điện, ok, và chính vào đó cho nên nhờ vào cái dòng điện mà ông ta phát minh ra được thì người ta mới hiểu là trong người chúng ta có dòng điện, có nghĩa là dòng điện, và từ đó nó giúp trong rất là nhiều trong ngành y học. Chúng ta có, các anh chị thấy khi mà chúng ta bị tim hay là bắt đầu cái sau một thời gian thì vào cái phát minh của ông ta thì tất cả ngành y học bắt đầu có những cái máy để có thể giúp các anh chị điện tâm đồ, hay là cái máy nhồi tim của các anh chị khi mà các anh chị bị vấn đề vì gì đó, bắt đầu sử dụng ở trong y khoa, và kế tiếp là sử dụng ở trong spa, trong thẩm mỹ viện có những cái máy facial vân vân. Bởi vì biết là trong trường chúng ta có nguồn điện, và nếu ta có sử dụng những nguồn điện nó sẽ va chạm, hoặc là khi anh chị đụng với nhau đó, cái gì đụng với nhau, cái gì bị sẹt cái là chúng ta trong người ta có những cái nguồn điện đó. Đó là lý do tại sao có cái máy Galvanic. Và điện mà chúng ta đang dùng ở nhà đó là điện hai chiều, ok, còn cái điện mà chúng ta dùng ở trong cái máy Galvanic này á gọi là điện một chiều. Và từ đó tất cả khoa học bắt đầu phát minh ra những cái máy móc đều đặt cái tên là Galvanic. Cho nên khi mình cầm cái máy Galvanic mình phải hiểu tại sao gọi là Galvanic, ok, đó là như vậy. Cho nên để mình mở cái bài lên cho các anh chị xem chút xíu để mình hiểu. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi về khoa học tí xíu cho vui, với điều kiện là thì Trinh vẫn còn mời là cái mời. Nếu như đó không bị đứng, ok, anh chị chờ tí nha. Nếu như nó không bị đứng thì mình sẽ ok, thôi có thông tấm hình đó. Không biết tại sao máy thì đứng. Thì có cái máy Galvanic này, ok, mình cố gắng mình mở một lần nữa nha các chị, chờ tí. Let's see. Nó bị cái gì? Máy Galvanic. Galvanic. Ok, đây, 1791, Luigi Galvani, một người khoa học gia, người Ý phát minh ra đó, ok. Và từ đó máy Galvani được sử dụng rất nhiều ở trong y học, giống như Trinh với người nói, ở trong spa, thẩm mỹ viện, vân vân và vân vân, ok. Cho nên dựa vào cái dòng điện đó thì công ty Nu Skin phát minh ra cái máy Galvanic Facial Spa, tức là Galvanic là tên của ông ta, spa là làm đẹp, ok, và cái facial là ở trên mặt của mình, dùng cái kỹ thuật điện một chiều, cho nên các chị không có sợ bị điện giật, ok, nó chỉ dùng cục pin thôi, ok, và điện một chiều là do dòng điện giữa cái cục pin đó trên cái máy và cái dòng điện ở trong người của chúng ta. Cho nên khi mình sử dụng cho mình thì anh chị sẽ nghe những cái tiếng bíp 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 đó như vậy. Ok, đơn giản cho mình phải hiểu đó. Phối hợp với lại công nghệ AgeLOC độc quyền. Cho nên khi mà chúng ta dùng, bây giờ mình đưa đây cái dĩa đồ ăn của mình đây. Ok. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái treo, chúng ta sẽ có khi mà chúng ta dùng cái treo, chúng ta sẽ có hai cái treo. Này là tiền trị liệu, ok, một cái là tiền trị liệu và một cái là trị liệu. Thì giống như trên nói, cái ở trong đây có công nghệ AgeLOC độc quyền ở trong cái treo. Cái máy là dùng với dòng điện một chiều phát minh của khoa học gia người Ý,
Ok, cho nên khi chúng ta bấm số 1 là dấu trừ, thì cái tiền trị liệu của cái này cũng là dấu trừ. Hai cái trừ nó sẽ đẩy, có nghĩa là khi các anh chị đưa cái này vào mặt của anh chị, đúng không? Cái gel đẩy vào đây, trừ với trừ thì nó sẽ đẩy, cho nó sẽ đẩy cái tiền trị liệu này vào bên trong cái dưới da. Cho nó tốt hơn nhiều khi các anh chị đi làm facial. Các anh chị đi làm facial là đưa cái máy xông hơi đúng không? Nó steam cái mặt các anh chị. Và sẵn đây mình nói cái đó các anh chị làm lâu dài sẽ tốt, không có tốt cho da. Nó sẽ làm lỗ chân lông to đi. Ok, và làm cho da mình bị tàn phá. Cho mình không có khuyên các anh chị đi facial kiểu đó. Tốt nhất là không dùng dao, dùng kéo. Đó là điều tuyệt vời nhất. Và dùng những gì nhanh gọn lẹ, 10 phút là có thể làm cho cái mặt mình đẹp rồi. Chiều nay đám cưới phải không? Tối nay làm. Đúng không? Một tuần ủi một lần. Ok, người lớn da nhăn quá thì tuần ủi hai lần. Đúng không? Thì chính là 10 ngày ủi một lần. Da mình 10 ngày ủi một lần, coi cỡ đó. Cho nên mình phải hiểu đó, đó là điều tuyệt vời nhất. Cho nên tiền trị liệu thì giờ vào cái dòng điện một chiều. Và cái này cũng là một chiều với công nghệ độc quyền. Hai cái trừ này nó đẩy với nhau, nó đưa vào bên trong. Ok, chính xác ở trong cho các anh chị hiểu. Ok, cho nên mình sẽ lấy một cái nào cho rõ chứ, sẽ chờ xíu nha. Lấy một cái nào cho nó đẹp đẹp. Bẹp. Ok, cho nên các anh chị thấy là việc đầu tiên là tiền trị liệu mình rửa mặt. Ok, tức là lấy nước gì đó, sau đó chúng ta thoa cái tiền trị liệu, cái ống số 1, trừ số 1 đã được chỉnh sẵn trong đây là số trừ, dấu trừ. Trừ với trừ nó sẽ đẩy và nó sẽ đẩy vào dưới cái da của các anh chị. Và nó sẽ những cái gì tiền trị liệu nó nằm ở dưới trong cái lỗ chân lông, cho nên những chất dơ, những cái mảng bám nó nằm ở dưới đây, nó được dính vào trong cái tiền trị liệu của cái gel này nằm ở đó. Ok, để chờ đợi cái chị tưởng tượng nó nặng, nó trì xuống cho nên da mình bị chảy xệ. Rồi cái bước thứ hai là trị liệu, tức là chúng ta sẽ bấm số 2 là dấu cộng. Ok, và cái màu xanh là trị liệu, là nó trong đây có được công nghệ độc quyền đưa vào trong đó giúp cho nâng cơ. Ok, giúp cho chống lại những cái oxy hóa bởi ánh nắng mặt trời, bởi nhiều thứ, tái tạo được cái men ở dưới đây, bảo vệ dưới cái men này. Và cái cộng hai này là cộng với cộng nó sẽ đẩy nữa, cho nên khi nó đẩy vào nó sẽ nằm dưới đó. Nhưng mà các chị nhớ bước thứ nhất các chị là có dấu trừ đúng không, bước thứ nhất thì dấu trừ, bước thứ hai dấu cộng thì sao, thì những cái chất dơ hồi nãy nó bám ở trong cái tiền trị liệu dấu trừ đó, nó đụng với dấu cộng thì nó sẽ đi ra. Cho nên động tác thứ hai là đưa vào bên trong cùng một lúc, là đưa những dưỡng chất vào bên trong để tái tạo làn da ở dưới, làm sạch lỗ chân lông, cùng một lúc là hút tất cả những chất dơ ra ngoài. Cho nên sau khi 10 phút thì anh chị thấy là không còn chất dơ ở dưới nữa. Ok, dưỡng chất đi vào bên trong thì da các anh chị sẽ nâng lên, ok, gọn trở lại. Và các anh chị thấy cái mặt mình bị méo là sẽ đưa lên như vậy. Và dưỡng chất đi vào đó duy trì để bảo vệ cho làn da mình không bị lão hóa. Và chúng ta tiếp tục dùng như vậy một thời gian thì qua thời gian cái từ dần dần thì nó trở lên thẳng. Các chị tưởng tượng giống một cái áo mà các anh chị giặt xong các chị không ủi thì nó sẽ bị nhăn. Và nếu 100 lần giặt mà không ủi thì nó sẽ rất là nhăn. Và khi nhăn rồi mà muốn ủi lại một lần sẽ rất là mệt mỏi và rất khó, và hầu như khó. Còn một người mà khi bận cái áo này giặt xong họ ủi liền, giặt xong ủi liền thì cái áo này lúc nào cũng cũng không có nhăn, nó sẽ thẳng. Còn thử các anh chị tìm một cái áo nào mà không bao giờ giặt, không bao giờ ủi coi, nó sẽ như da mèo. Thì cái người già chúng ta lão hóa, các anh chị kiếm một cái người già mà da họ nhăn, tới lúc đó họ dùng nữa thì nó sao, rất là chậm, nó cũng sẽ giúp nhưng mà sẽ chậm. Cho nên chăm sóc da khi nào, khi da chưa bị nhăn đúng không. Cho nên khi mà chúng ta còn trẻ là thời chúng ta gọi là sung sức yêu đời nhất, thì phải giữ cho da mình nó đẹp đúng không, để chồng mình nó thích hay để cho người khác ngoài đường nó thích đúng không. Và dĩ nhiên cái này có dùng cho đàn ông được không, bộ đàn ông có da sao, bộ đàn ông không nhăn sao, đàn ông cũng có thể dùng được. Cái quan niệm của người Á Châu chúng ta vẫn tiếp tục có một cái quan niệm là người vợ phải ở trong nhà bếp, người vợ phải giặt đồ đúng không, rồi người vợ mới làm với bảo vệ da. Còn quan niệm của người Tây là đàn ông cũng ở trong bếp được, đàn ông cũng giặt đồ được, đàn ông vẫn hút bụi được, và người vợ vẫn cạo tiết được, người vợ vẫn cắt cỏ được. Cho nên da là da thì đàn ông hay đàn bà cũng đều có da, cũng đều bị nhăn hết. Ok, cho nên các chị phải hiểu, cho nên cái quan niệm của cái phong tục tập quán của người Á Châu chúng ta nó vẫn cổ lỗ sĩ, mình cũng biết là nó đi râu ra cái quan niệm đó. Cho nên đối với người phương Tây
nam nữ thì họ vẫn dùng, nhưng mà người Á Châu mình nghĩ cái này là của phụ nữ cho nên hơi buồn cười chút xíu. Ok, cho nên cái thì tôi muốn cho các anh chị hiểu về công nghệ galvanic này, nó là như cái máy galvanic này nó là vậy, nó đơn giản chỉ là một cái máy hút bụi và nâng cơ, cái anh cần hiểu. Ok, cho nên khi mà nó đưa vào bên trong, các anh chị thấy là điện trừ đi vào. Cái máy số trừ, số 1 là trừ, hai cái trừ nó sẽ đẩy, nó nằm ở trong đó. Bước thứ hai là hai dấu cộng, thì cái trừ hồi nãy nằm đó sẽ cùng dấu cộng đi ra chất dơ ra ngoài và cái dưỡng chất đi vô. Và chúng ta làm đều đặn như vậy cho nên da chúng ta duy trì được rất là lâu. Đơn giản của công nghệ e-slot vậy thôi. Thì cái phần dưỡng chất đi vô là phối hợp những cái hoạt chất có thể giúp cho da mình được khỏe mạnh, duy trì độ săn chắc, ok, chống chảy xệ, ok, làm cho thon gọn ra, những nếp nhăn sẽ biến dần đi, y chang cho thị dân gọi nó là cái bàn ủi hay là máy hút bụi. Mình có thể thị dân dùng nó ở công dụng là nó vừa là cái máy hút bụi mà vừa là cái bàn ủi luôn, ok, hút bụi cho sạch rồi ủi cho nó láng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ được cái nguyên nhân của cái máy mới thấy cái máy điều tuyệt vời nhất. Cho nên không cần phải đi thẩm mỹ viện hay dùng dao kéo gì đó để mà cắt thịt nâng cơ, bởi vì những cái đó các anh chị sẽ làm rất nguy hiểm, ok, nó không có thật. Còn cái này là chúng ta ở nhà dùng không có dao kéo, ok, đơn giản 5-10 phút là duy trì được cho mình cái da và sự sang sang chắc kéo dài, rồi sau đó chúng ta dùng dưỡng ẩm, thích thì thêm những loại đàn hồi vân vân, chẳng hạn như thì trên ví dụ các anh chị là bộ kem dưỡng ẩm xong, hay là sau khi xong rồi thì chúng ta dùng một cái là lưng à, nhỏ cái viên ngọc mà các chị thấy nó bùng nổ cách đây từng rồi đó, đúng không, mua hai tặng một á, thì ở trong đây là cũng công nghệ e-slot có chất etosin, nó tác động để giúp cho cái tái tạo được làn da cho nó không có bị nhăn bởi cái lực đàn hồi elastin nó, ok, để giúp đó, cho nên nó thêm phối hợp đó rồi xong ta xịt kem đơn giản vậy thôi. Nó là cho cái máy gà va này, cho nên khi mình hiểu được cái công dụng của nó thì các anh chị sẽ dùng cái đầu này, ok, để đẩy lên. Còn mình đã hướng dẫn nếu các anh chị xem cái rửa mặt thì hay gì đó, tất cả mọi thứ là đi ra và đi lên, ok, cho nên 10 phút là mình sẽ làm được cho mình thôi, ok. Còn cái gì có thể dùng cho làm cho bạn được hay được thì cái này đưa lên mặt của người bạn. Nhớ là cái này là cho cá nhân của mình có dòng điện một triệu, ở phía sau này có bàn phím và cái điện của mình nó sẽ đưa vào đây, ok, để nó dẫn điện cho nên khi chị làm nó kêu cái tít tít tít, khi nó xong thì nó tít 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 là nó hết. Nhưng mà nếu anh chị lấy cái này làm cho một người bạn thì có nghĩa là mình truyền cái người điện của mình qua kia cho mình phải nhịn, cái chị nhớ nó phải liên tục, cái chị nhớ là ví dụ như thì trên lấy một cái người này ra thì trên làm đúng không, thì mình lấy cái máy mình đưa lên cái mặt của người này, tức là điện mình truyền qua đây, ok, nhưng mà để cho nó liên tục thì mình phải nhịn cái người kia, cái tay mình phải dịnh như vậy trên điện nó mới dẫn, nó dẫn đi qua cái người đó vô cái tay của mình mới lên cái máy của mình thì bắt đầu nó mới sử dụng được. Còn nếu các chị làm cho một người khác mà các chị không dịnh á thì nó sẽ không kêu, thì nó sẽ không có kết quả. Còn khi mà các chị làm mà nó vẫn không có kêu, cho nên người nào kêu tít tít tít, nhiều khi các chị bấm vào kêu một cái bốn năm cái tít là người đó dòng điện rất là mạnh, mà khi dòng điện mạnh á thì cái độ nhăn nó sẽ cao hơn. Cho nên khi mình làm mà không có kêu có nghĩa là một là máy hết pin, hai là mình uống ít nước, cho nên nếu mình uống nhiều nước ở trong người á thì điện nó sẽ mạnh hơn. Và nhớ điện này chỉ là điện một chiều, không ảnh hưởng gì tới sức khỏe cả, cho chúng ta vẫn có thể sử dụng được, ok. Đối với mình là như vậy, cho mình hiểu khi mà chúng ta hiểu được cái sự khoa, nên nếu nói về tính khoa học thì anh sẽ không đi sâu vào bên trong, mà thật sự mình chỉ muốn các anh chị hiểu cái nền tảng cơ bản, đặc biệt là chỉ chúng ta là người khách dùng hàng, cái máy mình nó hoạt động như thế nào, thì đó là cái anh muốn cho các anh chị hiểu đơn giản, ok, như đang dẫn thôi để giúp chúng ta. Ngoài ra thì khi các anh chị mua cái máy thì nó có sẽ có các anh chị rửa thì các anh chị bấm cái này ra rửa với nước lạnh, sau đó thì mình có đồ mình khử trùng lại để cho sử dụng cho mình. Còn nếu mà mình một nhà có chị có thể mua những cái đầu này riêng, ví dụ như các anh chị làm cho khách cho bạn bè, các anh chị có cái đầu riêng, các anh chị mình thì không thích dùng của mình cho ai hết, da của mình là cái của mình không thích dùng cho người khác, ok, các anh chị có thể mua riêng. Rồi ngoài ra các chị có một cái đầu nhỏ là gắn vô đây, lỡ như chúng ta có những chỗ nhăn này quá nhiều, ok, cái đầu lớn nó không đi vô đây được thì chúng ta có thể đổi qua cái đầu nhỏ và có một cái treo cho cái đầu nhỏ, ok, điện của nó là số 3 và cái này cũng số 3 nữa, các chị sẽ để sát ở đây, mình sẽ đi kiểu này, ok, thì nó sẽ giúp cho cái độ nhăn chỗ này. Còn cái này cái bàn phím này nó hơi to, nó sẽ không đi tới chỗ này được,
Ok, đối với thị trinh thì da của mình còn đẹp và không có nhăn nhiều, trên thị trinh sử dụng có cái này thôi, ok, này vẫn đi chơi được. Còn nếu chúng ta có cái người mà da quá nhăn thì mình có thể sử dụng cái này chỗ này, ok, hoặc là chỗ này quá nhăn mình có thể dùng chỗ đó, ok, cho nó tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta có thêm một cái đầu này nữa, đầu to 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 này chút xíu, lỡ như cái gì bấm như này, lỡ như chúng ta có nọng, ok, có nhiều người mập quá nọng thì chúng ta có thể sử dụng cái này quẹt ở chỗ này lên đây, ok, có thể dùng. Nhưng mà thì Trinh thì tới lúc mà mình thì mình dùng cái này để hình cạo gió. Không biết anh chị có cạo gió không, mình rất là mê cạo gió, ok, thỉnh thoảng mình dùng đồng xu, đồng xu thỉnh thoảng thì Trinh dùng cái này thì Trinh cạo gió, ok. Nhưng mà cạo gió thì mình lấy một cái gel khác nữa, có bạc hà trong đây thơm thơm, mình trét vô đây nè, xong thì Trinh chạy thì nó khác, không có bị đỏ, ok, nhưng mà nó cũng sẽ giúp rất là nhiều, giống như là hình thức cạo gió. Thì cái này gọi là phân, người Việt chúng ta hay chế biến phân, hoặc là ở dưới chân bắp chuối của mình á, mình đi bộ đi du lịch mệt quá mình lấy cái này mình thoa lên, rồi tối về khách sạn lấy cái này ở dưới bắp chuối để cho đỡ mệt, ok, cho nên đó cũng là một hình thức để mình có thể sử dụng. Ngoài ra nếu mà chúng ta là người tóc bị rụng nhiều, ok, thì có một cái này chúng ta để trên tóc. Ồ, mình chưa bao giờ bị rụng tóc cho nên không có thật. Cái máy mình mua 6 năm rồi, ok, nó không hư, muốn nó hư lắm nó cũng không hư, ok. Có một cái gel nữa, nếu anh chị là bị rụng tóc thì mình có thể sử dụng nó để mình ấy lên tóc, thì từ từ tóc nó cũng sẽ mọc ra, mọc ra, nhưng mà với điều kiện là phải còn cái lỗ chân lông, ok, còn lỗ chân lông. Còn nếu anh chị mà láng có giống như một xe banh đúng không, con ruồi đậu lên mà nó cũng phải chết luôn, tại nó trợt á đúng không, láng có cái kiểu đó giống như mấy người đầu hói thì nó không có giúp được đâu nha, có nghĩa là đầu láng hết rồi á mà con ruồi nó bay tới mà nó còn phải té chết luôn á, ok, bởi vì láng quá nó trơn nó cứ chút đúng không, nó bay luôn nó cái rầm nó chết ngắt ha. Mũi đậu cũng được, mũi sứt à, thì cái đầu láng kiểu đó thì nó không giúp được đâu, bởi vì lỗ chân lông nó đã chết rồi thì không thể nào mọc lại được. Còn nếu chúng ta bị thưa lưa thưa do nội tiết tố sanh con, bị rụng tóc hay cái gì đó thì cái này nó cũng sẽ giúp, ok, nhưng với điều kiện là phải kiên trì, chứ không phải là giúp là tự nhiên chà xài nó là mọc tóc. Mình nói rồi, khả năng công nghệ Age Lock được giúp 92% thôi, cho nên có người đã sử dụng nó sẽ giúp rất nhiều, với một cái gel mà để dành cho tóc, để rửa tóc nữa thì nó cũng sẽ giúp. Nhưng mà thầy Kinh nói rồi, nó trợ giúp thôi nha, chứ không phải là cái chị muốn cho nó mọc ra nhiều tóc rồi mua rồi đuổi lên thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nói cho nên khi mình hiểu cái công dụng của nó, để thầy Kinh coi có những bức hình gì cho các anh chị xem ha. Thì đây là hình thức tiền trị liệu trừ với trừ, ok, và đây là sau khi trị liệu cộng nó nâng lên ha, ok. Và đây là một ví dụ các chị thấy rõ là khi sử dụng cái máy này thì nó sẽ đưa cái hình, đưa cái mặt của cái người đó lên như thế, cho mình uống miếng nước. Hình như nói không có dấu chấm dấu phẩy luôn hả sao á ta, ui. Nhiều khi mình cũng biết đâu mà hơi mình dữ vậy. Ok, đây là một ví dụ các chị thấy. Bây giờ không đi đâu xa hết. Đây là một ví dụ của một người ha. Và mình đã và đây là chị Thị Trinh làm á nha. Ok, bàn tay của mình làm đấy. Và đây không ai xa hết, là người dì thứ chín của mình. Ok, mình làm nửa mặt cho dì của mình. Nếu các anh chị không biết là có thấy méo hay không. Ok, nếu các anh chị nhìn vô hình có nghĩa là bên tay trái của cái mặt, ok, có nghĩa là bên tay phải của dì mình, còn nếu chúng ta nhìn vào cái mặt thì là bên tay trái của dì mình, ok. Và đây là mình ra tay làm cho dì mình nửa cái mặt để minh chứng về cái máy. Các anh chị thấy cái đường nếp nhăn, cái nếp đường cười không, bên đây biến mất tiêu, bên kia còn dài, các anh chị thấy không. Đây là mới có một lần thôi nha. Và các anh chị thấy cái mắt bên tay tức là mình nhìn vô nó sẽ bên tay trái của mình, còn nếu mà dì mình nhìn ra nó sẽ bên tay phải của dì mình. Cho nên Dinh đang nói là các anh chị nhìn màn hình có nghĩa là bên tay trái, các anh chị thấy không, một mắt cao một mắt thấp, ok. Và đây là hình thì Dinh làm cho dì mình cách đây 5 năm về trước, một lần thôi, dĩ nhiên không thể là một lần thì chúng ta thấy liền, nhưng mà muốn nó được lâu dài mình phải duy trì. Và thì Dinh sử dụng cái máy này là 6 năm rồi, nó không có hư. Ngày em kêu tưởng đâu nó hư đi mua máy mới mà nó không hư, nó chỉ thay pin thôi. Đó. Cho nên có thể nói là nó rẻ như bèo, ok, hình như bèo bây giờ còn mắc hơn là cái máy nữa. Ok, cho nên là
À, đó là một cái ví dụ cho các anh chị hiểu về cái công nghệ ASIC là như thế nào và tác động của nó như thế nào. Ok, còn cái treo để sử dụng nhóm thì tính nói là khi các anh chị có yes, dĩ nhiên ngồi thì trên làm mà không méo sờ nói, đúng không? Mình không có nói chuyện lý thuyết đâu nha, mình nói thẳng với anh chị đó, mình là dân khoa học cho mình nói chuyện là phải có minh chứng của khoa học. Bằng chứng đâu, đưa cho tôi coi, đúng không? Khoa học chỗ nào thì tôi mới dùng. Chứ anh chị nghĩ thì trên lơ tơ mơ mà đi dùng hả, không có dễ dụ mình đâu. Ok, mình thật sự rất là khó dụ. Ok, cho nên tất cả phải minh chứng bằng khoa học, bằng chứng bản quyền đâu cho mình thấy. Ok, và khi thấy thì mình bắt đầu mới sử dụng. Và đó là tay nghề của Thùy Trinh cách đây 5 năm về trước, lâu rồi không có ra tay cho nên không biết là tay nghề của mình như thế nào. Ok, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng là ok lắm. Cho nên nếu các anh chị nào có dịp qua Chicago đãi mình ly cà phê thì mình làm cho. Ha. Ok, cho nên các chị hiểu về cái máy Galvanic này là nó là như vậy. Đối với Trinh, tóm tắt lại một lần nữa là một cái máy nâng cơ, một cái máy hút bụi. Trinh gọi nó là một cái máy hút bụi nha. À, và bằng ủi, hai thứ luôn. À, vừa hút bụi cho sạch sẽ nhà cửa, hay là ủi cho nó thẳng, và đó gọi là cái máy độc quyền. Ok, độc quyền giống như chị nói, công nghệ Galvanic phối hợp với lại tiền trị liệu và tiền quy trị trị liệu độc quyền của công ty nhờ vào công nghệ Eslock tác động và điều chỉnh lại những cái này ở dưới da mình cho những cái chất xúc tác này nó được chỉnh sửa đúng, cho nên bị ngoại tác và mọi sinh môi trường vân vân khi tác động vào nhờ những dòng sản phẩm này, cho nên làm chậm cái quá trình lão hóa, cho nên dùng một thời gian thì da mặt mình đẹp thôi. Ok, cho nên các anh chị nào, cho nên đừng có đợi lúc da mình nhăn quá mình mới đầu tư cái máy. Thì Trinh khuyên các anh chị là nên có một cái máy, cả gia đình sử dụng một cái máy thôi, sướng muốn chết luôn, đúng không? Nếu mà người nhà sao các anh chị không góp thì sử dụng một cái đầu máy cho chồng, cho vợ, cho con luôn đó. Một cái máy sử dụng hết cả gia đình, một tuần làm lần hay là 10 ngày làm lần. Còn nếu các anh chị lỡ mà nhăn quá thì có thể 2 lần làm lần, rồi từ từ nó hết nhăn, nó bớt nhăn rồi thì bắt đầu giảm xuống 10 ngày làm lần, nó một tuần làm lần, rồi bắt đầu có thể giảm xuống thành 10 ngày lần cỡ đó. Nếu thì Trinh là trung bình là 10 ngày mình làm lần, hoặc là ngày mai đi ăn tiệc sinh nhật ai đó thì lấy ra 5 phút đủn cho xong, thay vì đi spa tốn 2 tiếng đồng hồ, đúng không? Người nó quẹt 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 ở trên mặt của mình, không biết nó bỏ cái gì trên mặt. Các chị nó có bỏ sản phẩm độc quyền không? Không đâu, người ta làm là vì lương tháng thôi, đúng không? Một nó phải lời năm, làm sao mà nó làm cái tốt cho mình được. Ok, nó sẽ dùng sản phẩm, dĩ nhiên các chị có thể đi những cái spa cao cấp, nó dùng sản phẩm sao cấp, ví dụ như Dermalogica, nếu các chị nào nghe xin thưa, nó cũng không phải độc quyền đâu. Nếu có độc quyền sao nó làm cho mặt mình méo cái đó không? Không, các chị làm thử đi, rồi các chị một ngày nào đó tới so với mình có ai trẻ hơn, cho các chị đi spa nha, 5 năm trời rồi mình cũng làm này, mình làm nhà thôi, rồi các chị tới chị gặp mình chấp với anh chị luôn, đó là điều mình nói, mình chấp luôn, coi nó có trẻ giống mình không, không bao giờ. Ok, cho nên đó là một điều tuyệt vời nhất. Điều hay nữa, sách đi du lịch bỏ túi quần. Cái máy này các anh chị biết rồi, nếu các anh chị nào ở Anh Quốc, Simon Cowell cũng có, Brad Pitt cũng có, Nicole Kidman cũng có, hầu như tài tử nào cũng có một cái, một hai cái nó để sẵn khắp mọi nơi. Đi du lịch đúng không, ở trong khách sạn đủn đủn cái là đẹp rồi, mắc mớ spa tốn bao nhiêu tiền mà nó có kết quả hay không, nó có tốt cho mình hay không, đó là điều như vậy. Cho nên đó là cái máy nâng cơ Galvanic. Ok, có ở thị trường châu Á, châu Úc, châu Âu và Canada, Nam Mỹ. Nhưng mà châu Mỹ thì Trinh sẽ, bây ở châu Mỹ thì không còn gọi Galvanic Facial Spa nữa, mà chỉ gọi là cái máy Facial Spa. Thì cách đây một vài năm, nếu anh chị nào ở thị trường Mỹ mà đang nghe thì Trinh sẽ giải thích. Hồi xưa là máy ở Mỹ có, nhưng mà qua cái FDA, có nghĩa là Federal Food and Drug Administration, FDA mới nói là không, cái máy này không được sử dụng ở ngoài cho người thường, bởi vì nó thuộc về tính y học, bởi vì nó quá tốt, nó chỉ dành cho y khoa thôi à. Mình cũng không biết lý do tại sao FDA của Mỹ lại nói như vậy, cho nên họ bắt Nu Skin là phải thiết kế lại một cái máy khác. Thì cho nên khi mà thiết kế lại cái máy khác thì mà công ty không dùng chữ Galvanic, có nghĩa là bởi vì cỡ Galvanic độc quyền cho cái đó, cho nên khi FDA khẳng định là cái máy này nó là dùng trị liệu cho y khoa này nọ, cho nên không không vậy, nó không được dùng trong home use. Thì anh nghĩ nó hơi buồn cười chút xíu. Dĩ nhiên luật của nước nào thì mình phèo theo nước đó, cho nên máy của Mỹ bắt đầu redesign trở lại, cho nên bỏ đi cái chữ Galvanic
Cho nên khi các anh chị mua máy của Mỹ thì các anh chị sẽ không thấy hai cái treo này. Ok. Nhưng mà họ mà các anh chị thấy một cái treo, hai cái treo lớn hơn, thì một lần nữa thì Vinh hôm nào có dịp mình giải thích, nó cũng khác gì hết, nó cũng là dòng điện một chiều, nhưng mà một chiều theo kiểu đi hướng này, nhưng mà nó sẽ đi hướng post, nó đi lên đi ngang đi xuống. Ok, dĩ nhiên cái đó thuộc về vật lý thì Vinh sẽ không nói sâu, nhưng mà công dụng nó vẫn như nhau. À, nó vẫn có công nghệ slot, nó vẫn một chiều, nó vẫn đưa vào bên trong để kích thích, để hút bụi và nâng cơ lên. Thì cái máy đó ở Mỹ nó gọi là facial spa, và khi đổi tên thì không còn dùng chữ galvanic nữa. Tất cả những thị trường khác, thì tất cả những khi mà đưa vào một cái quốc gia nào đó thì cái đất nước đó chấp nhận cho đi vào sở y tế, tất cả mọi thứ đều chấp nhận ok, trên được bán khắp mọi nơi. Nhưng ở Mỹ thì không còn gọi nữa, cho nên nhưng mà dĩ nhiên thì trên vẫn còn cái máy cũ, thì công ty vẫn sản xuất cái gel này để bán cho những người sử dụng máy cũ, và mình cũng có cái máy mới nữa. Ok, dùng kiểu kia đều rất là tốt luôn. À, được cái ưu điểm của cái máy mới của Mỹ, nếu anh chị nào bị nám á, nám ngoại ngoại tiết do bên trường bên ngoài á, dùng cái máy đó thời gian nó cũng sẽ giúp rất là nhiều, trong khi cái máy này thì không à. Thì cái đó là cái máy Mỹ để cho các chị hiểu chi tiết. Nó vẫn giống nhau nhưng mà không được gọi Galvanic nữa, thế nên ở Mỹ không có chữ Galvanic. À, cho nên có nhiều người vẫn thích dùng cái máy này thì họ qua Canada họ mua Việt Nam hoặc là họ mua ở châu Âu. Ok, trên đối với Trinh thì hai cái máy nó đều có công dụng giống như nhau, cho nếu các anh chị ở Mỹ thì các anh chị mua cái máy của Mỹ nó y chang, còn nếu các anh chị ở Việt Nam hay châu Âu thì mua cái máy Galvanic, kết quả đều giống nhau, đều mang lại sự trẻ trung y chang. Còn bởi vì thì Trinh đã có cái này trước cái thời các anh chị nào mới vô sao không có, cho mình có cái máy này rồi mình cũng có cái máy mới luôn, nên mình có tới hai cái, đại khái là nhìn có hai ba cái chơi cho vui vậy đó. Ok, giống như có hai cái hộp bụi vậy đó. Cho nên thích cái nào thì dùng cái đó, đơn giản như vậy nha. Thì đó là cho các anh chị thấy là cái máy hút bụi và nâng cơ, trên thị trường gọi nó là máy hút bụi và bằng ủi, dí dỏm bằng ngôn từ của đời thường nó là như vậy, galvanic facial spa với công nghệ độc quyền nha. Để coi còn cái gì để trả lời các anh chị. Rồi thôi xong rồi thì các anh chị sức kem, sức cái này đâu nếu các anh chị muốn, còn nếu xong sức kem dưỡng da rồi nhớ đừng có quên sức cường cổ. Ok, và khi chúng ta làm cái này thì nhớ là chạy trên mặt chứ không có chạy trên cổ. Trên cổ thì ta có thể có mua cái, có thể dùng đẩy chỗ này cũng được, đẩy nọng chỗ này, ok, nó cũng sẽ giúp. Rồi nhớ nữa, hiểu không, nhớ sức kem và sức cần cổ luôn, bởi vì chúng ta có thể làm nhăn ở chỗ này nhưng mà tuổi tác nó nhìn ở bàn tay và ở cái cổ, cho nếu chị không làm không sức kem ở cái cổ để mất đi nếp nhăn này, ta nhìn ta vẫn thấy cái điệu già của mình, cho nên điệu thì điệu cho nó tới bến nha, đừng có điệu điệu nửa chừng sưng nhé, nó là như vậy cho các anh chị hiểu. Rồi xong đó là về cái công nghệ A-Lock của Galvanic Spa. Khi mà công nghệ A-Lock ra đời 2009 thì cái bộ kem đầu tiên là bộ kem Transformation để là kem dưỡng da, kế tiếp ngang ngửa thì là cái máy ra để hút bụi và nâng cơ, sau đó dùng kem dưỡng da. Rồi một vài tờ tượng tương trình sắp tới thì Trinh sẽ từng chi tiết giới thiệu một vài cái máy nữa, mãi đi và đi 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 thẳng tới tương lai luôn, tức là 2009 2010 là có cái máy này, và 2017 thì là cái máy rửa mặt ra đời, đúng không? Tức là mỗi ngày công ty thiết kế khoa học hơn, cho nên cái gì ra là mình đều có, mình có đầy đủ bộ đồ chơi hết, bởi vì khỏe trẻ đẹp bạn không khoái thôi, chứ mình thì khoái lắm, ai nói với mình điệu lắm. Ok, cho nên trên rửa mặt thì mình thấy đâu có cái thông minh rửa mặt bình thường thì nó không bao giờ sạch với sâu nữa, cho mình có cái máy rửa mặt. Ok, rửa mặt xong rồi chơi cái này rồi bắt đầu sức lên làm đủ trò, đơn giản. Cho nên nếu các anh chị đang nghe chương trình của Thị Trinh, mình có nói cái máy này rồi, cho nên hôm nay là Thị Trinh sẽ đi khởi sự từ đầu hết. Thứ nhất là để huấn luyện cho tất cả những nhà phân phối có những tài liệu để hướng dẫn, và nếu các anh chị là khách hàng thì các anh chị có thể nghe nghe để hiểu được mình mua cái máy này nó quý chỗ nào. Đến lúc cái nhà phân phối mà các anh chị đăng ký dưới họ không hiểu, họ giải thích không rõ, thì có thể cái video của mình, cái live hôm nay của mình sẽ giúp các anh chị hiểu rõ hơn để các anh chị sử dụng và các anh chị an tâm để sử dụng. Và nhớ, thì Trinh là người khoa học, mình không bao giờ sử dụng cái gì làm bậy đâu, cái gì tốt mình phải sử dụng nha, cho nên an tâm, chị dùng bắt chước mình đi thì sẽ giống mình đẹp thôi nha. Ok, rồi nếu như tài chánh không cho phép thì giữa cái rửa mặt với cái này nên sử dụng cái nào? Theo thì Trinh khuyên nếu mà tài chánh không cho phép á thì mua cái máy rửa mặt trước đi, bởi vì rửa mặt vẫn là rửa mặt. Ok, một ngày làm gì làm cái này, có thể hai tuần ta làm hút bụi và ủi. Ok, nhưng mà rửa mặt thì hàng ngày ta đều rửa sai hết, rửa nó không có sạch,
nó vẫn còn bám những cái dơ trên đưa tới vấn đề. Cho nên nếu như chưa có tiền là lưỡng lự đúng không, thì xài trước cái máy thì thiếu 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 cái chị hỏi mình là về khía cạnh về cá nhân, còn nếu mà chị hỏi mình là nếu như vậy thì nên có cái nào, mới là ô chỉ như cái gì cũng có hết, đó là điều đầu tiên. Nhưng mà nói là bây giờ em chưa đủ tiền thì xài, nếu giữa hai cái chọn cái nào, nếu cái chị vẫn phân vân á thì trên thế nó chị lấy cái máy rửa mặt trước nha. Mình đã có nói máy rửa mặt, lấy cái máy rửa mặt mới vừa design thiết kế ra 2017 và được khắp giải thưởng, bây giờ chảnh lắm không có. Ok, ở Việt Nam là bán không, Việt Nam là cháy hàng luôn, ra bao nhiêu là bán hết bao nhiêu. Cho nên rửa mặt thì hàng ngày chúng ta đều rửa mặt, tắm có thể chúng ta ngừng tắm bữa, trời lạnh quá lười biếng không tắm cũng chừng đúng không, nhưng mà rửa mặt thì chắc chắn ngày chúng ta đều rửa 2 lần. Đặc biệt là phụ nữ nữa, mỹ phẩm đầy hết, các chị không cần phải tẩy trang, nó vừa rửa và nó tẩy trang luôn. Cho nên y chang cũng một cái máy rửa mặt, cả gia đình đều có thể sử dụng. Cho nên rửa mặt cũng có công nghệ e-shot luôn, một cái máy ok trong vòng 2 phút, 7 tiện lợi ích ok, săn chắc tái tạo da, mịn màng ok, làm nâng cái cơ mặt của mình lên, hút những chất dơ ra tới mình rửa mặt ok, rồi sau đó để dành tiền thích thì hút bụi với lại nâng cơ sau, còn nếu mà có tiền thì mua cả hai. Em mình đã từng nói về cái này, nhưng mà đại khái để đây là cái cách thì tôi muốn hướng dẫn các chị hiểu về công nghệ Aeslot là như thế nào. Ok, đặc biệt là cái máy Galvanic Facial Spa. Ok rồi, để mình coi còn cái gì để mình hướng dẫn các anh chị không. Ok đại khái là như vậy đi ha. Rồi đó là cái kết thúc của chương trình huấn luyện cho các anh chị về cái máy Galvanic Spa, máy độc quyền đó, đi ngược lại, máy độc quyền của công ty. Nếu các chị có câu hỏi thì mình trả lời, còn nếu không có câu hỏi thì là 50 phút để giải thích về chiếc máy này, để cho các anh chị hiểu tầm quan trọng của nó khi mình sử dụng, và các anh chị kể cảm thấy giá trị của nó nằm ở trong cái tay của mình. Ok, một cái máy nhanh gọn lẹ, không dao không kéo ok, chúng ta được cái vẻ đẹp tự nhiên an toàn, đó là điều tuyệt vời nhất chúng ta có thể có được. Một thời gian sau những cái nếp nhăn đó, lý do tại sao anh chị thấy thì trên cười không có nếp nhăn ok, ủi rồi đâu còn kiểu nhanh nữa đâu ok, cho nên giúp mình trẻ được đâu, cho nên hãy sử dụng nó khiến ta còn trẻ, khiến ta còn yêu đời và hưởng thụ, đừng có đợi tới 65 70 tuổi mới dùng thì nó hơi muộn rồi đúng không. Tại sao không hưởng thụ khiến ta còn tuổi 30, toàn tuổi 20. Cho nên chăm sóc da khi nào, khi da chưa bị nhăn, đôi lúc chúng ta không có hiểu vấn đề đó, chúng ta nghĩ là ô bây giờ còn trẻ, da chưa nhăn mà làm gì phải bảo vệ nó, đó là cái chúng ta đang đang hiểu sai. Cho mình phải bảo vệ chăm sóc là khi còn trẻ đó. Giờ tại sao các anh chị thấy phụ nữ người Hàn Quốc với lại người Nhật họ họ đẹp, đó là bởi vì họ bảo vệ da của họ thì 16 18 là bắt đầu là có ý thức bảo vệ da của họ rồi. Cho nên anh chị coi phim Hàn Quốc anh chị thấy ông da nó căng mịn, đó là sự thật. Thị trường Hàn Quốc là chiếm thị phần của Nu Skin và Nhật là hơn gần 60% thị phần, bởi vì sản phẩm này rần rần ở khắp mọi nơi. Ok, anh chị qua Nhật các anh chị ngưỡng là sản phẩm Nhật đứng đầu không dám đâu.